Kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh, đêm nay và ngày mai được dự báo may thay đổi. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, cần đề phòng dông sét và gió mạnh. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C, độ ẩm 92%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi, chiều và tối mai có mưa rào, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến trên 34 độ C, độ ẩm 91%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa nhỏ. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C, độ ẩm 88%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi, chiều tối mai có mưa nhỏ. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 23 đến trên 33 độ C, độ ẩm 92%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh. Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào nhẹ. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến trên 34 độ C, độ ẩm 90%. Cảnh báo, mưa dông có thể kèm theo gió giật mạnh, lốc xét, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời, cũng như thiệt hại đến sản xuất. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông là 0,95 đến 1 mét. Và bây giờ là thông tin chi tiết thời tiết các huyện, thị xã, thành phố. Các thích giả, nghiên cứu của một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc ước tính chi phí ẩn khổng lồ trong ngành thực phẩm nông nghiệp trên thế giới. Trên thế giới, khoảng 1 phần 3 thực phẩm được sản xuất do nhu cầu của con người, bị lãng phí trong quá trình từ nông trại đến bàn ăn. Trong đó, khoảng 1 phần 3 là do nạn vứt bỏ sau khi mua, phần còn lại bị thất thoát trong thu hoạch, chế biến, vận chuyển và lưu trữ. Hãng AFP ngày 6 tháng 11 đưa tin, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc FAO cho rằng, hệ thống lương thực và nông nghiệp làm tăng thêm ít nhất 10.000 tỷ đô la Mỹ chi phí ẩn hàng năm đối với nền kinh tế toàn cầu. Nghiên cứu của FAO phân tích 154 quốc gia để đưa ra chi phí thực sự của hệ thống thực phẩm nông nghiệp với các khoản chi phí ẩn xuất phát từ những chế độ ăn thiếu lành mạnh, khí thải và tình trạng thiếu dinh dưỡng. Ước tính chi phí ẩn toàn cầu là khoảng 12.700 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 chiếm gần 10% tổng sản phẩm toàn cầu. Tương lai của hệ thống lương thực, nông nghiệp của chúng ta phụ thuộc vào việc sẵn sàng thừa nhận những chi phí thực sự này và hiểu cách tất cả đã góp phần gây ra. Nghiên cứu cho thấy 73% chi phí ẩn có liên quan đến chế độ ăn uống không tốt, nhiều thực phẩm chế biến sẵn, chất béo và đường, gây béo phì và các bệnh không lây nhiễm như là tiểu đường. Phao cho biết hậu quả bao gồm tổn thất về năng suất lao động, hơn 20% chi phí ẩn có liên quan đến các vấn đề môi trường, bao gồm phát thải từ khí nhà kính và nitơ, sử dụng nước và thay đổi mục đích sử dụng đất. Các quốc gia có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nặng nề bởi những chi phí ẩn này, chiếm 27% GDP so với mức 11% ở các quốc gia có thu nhập trung bình và dưới 8% ở các quốc gia giàu có. Theo trang Carbon Pro, lời dẫn của chuyên gia Andre Castanel, dẫn đầu nhóm tác giả nghiên cứu, FAO hy vọng các nước dựa vào những ước tính sơ bộ để có thể cải thiện. Thụy Sĩ cùng với các quốc gia khác hợp tác với FAO để cố gắng thực hiện điều này. Trong khi Canada và quỹ Rockefeller ở Mỹ trước đây đã thực hiện các nghiên cứu liên quan tính toán chi phí thực sự. Một nghiên cứu thứ hai sẽ được thực hiện vào năm tới và nhiều đánh giá hơn về các quốc gia, chỉ ra những cách tốt nhất để giảm thiểu chi phí tiềm ẩn của họ. Ông Catalano hy vọng rằng phương pháp nghiên cứu kép với kết quả tương đương sẽ khuyến khích chính phủ và các nước cùng tham gia. Quý vị thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.